stuff, I would call them. Nonetheless, yes, it will be Sadakist and the Sponge. Take it away, Spud. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cái trận đấu thứ hai, trận đấu giữa Bitter Pro và Hellraiser mang tiếng Kache. Và đó là một tiếng bắn tốt cho Fetzy. Tiếp tục thì Pichu nằm xuống double kill cho Fetzy rồi. Vâng, như vậy là bom xe của Bitter Pro đã clear rất nhanh chóng, khoảng 1 phút 35 giây. Giờ Deadpool đã bắn theo kiểu tay to. Ui xồi, bắn hai viên cho lắp vào hai bộ. Vâng, bây giờ thì Deadpool bị hạ gục. Nhưng ngay lập tức thì những người đồng đội của Pasa cũng đều đã nằm xuống với tỷ số chắc chắn rất là 1-0 cho team Hellraiser. ML không có cơ hội khi mà anh chỉ còn cho mình có chưa đến 10 máu. Một round đấu diễn ra siêu nhanh. Và Hellraiser đã chứng tỏ một điều, đó là tay của họ to hơn so với các player V2 Pro là khá nhiều. Vâng, map thi đấu trong trận đấu giữa team V2 Pro và Hellraiser là map tiếng Kache. Một round đấu Piston chỉ diễn ra có khoảng 30 giây và nó đã kết thúc. Các thành viên của team Hellraiser có tactic rất đơn giản, đó chính là tràn bom xe A. Vâng, bây giờ thì bên phía Hellraiser sẽ có một đạp full bài, một góc kê AK đẩy có thể nói là cực kỳ khéo léo. Bây giờ thì sẽ nhìn thấy rồi, bên phía V2 Pro đang chủ động bắn đến 4B trong thời điểm hiện tại. Vâng, nên nhớ rằng NRG, Nampower, Hellraiser và V2 Pro là những đội cùng bảng, cùng bảng A. NRG Esports đã giành chiến thắng trong trận đấu với Nampower rồi. Và bây giờ thì họ sẽ chờ đợi người thắng trong cặp đấu giữa Hellraiser và V2 Pro. Vào thời điểm hiện tại thì V2 Pro đã yếu hơn ngày xưa rất nhiều, họ không còn là VB ngày xưa nữa. Và trong trận đấu này, team Hellraiser sẽ là team được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên thì Hellraiser có một sự thay đổi, đó chính là Fetzy vào tay cho Wasik. Có vẻ như là Wasik bị vấn đề visa chăng? Vâng, trở lại với trận đấu. Bây giờ thì đang làm đúng stack 4 bom xe đến từ kênh biển của team V2 Pro. Chỉ để lại một mình Neo là người solo B thôi. Tràn mít đến từ team Hellraiser. Vâng, như vậy là Hellraiser đã cô trộn mít, nhưng ngay lập tức thì VP đẩy vào chiếm lấy bền. Nhưng bây giờ đối phương đang đánh VB, đó mới là vấn đề. Chỉ một mình Neo, Neo sẽ đổi được bao nhiêu mạng đây? Tham minh là sai và Neo chắc chắn sẽ chết chạy rồi. Chắc chắn là như vậy. Không, nhưng Neo vẫn giết được một chỉ với 4 máu. Bây giờ là đường 4v4. ML đã muốn đi qua smoke sim và flash đồng đội nhưng không được rồi. Fetzy đã cover kịp thời. Fetzy có double kill, bắn tay cực kỳ to từ cái chữ Fetzy. Tiếp theo thì sau đây, Biali bắn trượt Nico hơi nhiều và tỷ số chắc chắn sẽ là 2-0 cho team Hellraiser. Một round đấu Fetzy lại thể hiện khả năng skill tay to của mình. Fetzy có một thời gian thi đấu cho các team của Trung Quốc. Vâng, vừa rồi thì Biali đã bắt được Deadpool rồi. Tiếp theo thì sau đây, đổi mạng là nhanh đến từ vị trí của Isa. Lineup của Hellraiser hiện giờ thì họ đang có 5 player đến từ 5 quốc gia khác nhau. Không có bất kỳ player ở đây rồi, có Bondic và Angen là cùng Ukraine thì phải. 2 player cùng Ukraine và 3 player còn lại đến từ các quốc gia khác. Isa thì đến từ Jordan, thành viên Fetzy này thì mình chỉ nhớ cờ thôi chứ mình không nhớ rõ là quốc gia nào. Nhưng chỉ biết là cùng với cả những thanh niên như kiểu HS của team HS ngày xưa. Cái cờ của team của Fetzy khá khó nhớ. Tỷ số bây giờ là 2-0 thì nó team Hellraiser rồi. Anh em nên nhớ một điều, đó chính là set bản set go của Trung Quốc bỏ tất cả những cái logo búa liềm ở map thi đấu trên và map thi đấu Kache. Đó là lý do tại sao chúng ta không thấy những cái búa liềm map thi đấu này. Quay trở về với trận đấu là một tiếng stack 4 bom xe B nữa đến từ V2 Pro. Nhưng đây là tiếng tràn bom xe A của Hellraiser. Thôi xong rồi, tỷ số sẽ là 3-0 thôi. Bom được ném vào rất nhiều, nhưng bom xe A thì không có ai cả. Và bây giờ thì đang tiếng bách về tin Neo. Neo chỉ có một USB. Vâng, sẽ làm chúng cuộc bắt súng đến từ V2 Pro. Cơ hội cho họ trong round này là không có. Tỷ số bây giờ là 3-0 và Angen còn đang thậm chí sử dụng một khẩu Glock trong một round eco như này. Một round chống eco rất tự tin. Bình thường thì người ta sẽ lên khẩu PA50 an toàn hơn, một viên vào đầu chết luôn. Glock một viên vào đầu không chết. Một Glock một viên vào đầu chỉ mất 90 máu thôi trong những round đấu mà đối phương không có giáp. Ba không thì Hellraiser là điều chắc chắn rồi. Vâng, và vừa rồi thì Pichu ăn một viên Glock vào mồm, ngay lập tức thì Angen cũng phải trả giá. Hai player đều yếu máu rồi. Biali liệu có bắt được cho mình một mạng nào hay không? Angen chỉ còn lại có 10 máu thôi, không có một tiếng bắt mạng nào cả. Và đây là một round đấu mà đôi bên không bất ngờ.
Vâng, một round thắng rất nhẹ nhàng cho các thành viên của team Hellraiser. Vâng, như vậy là Fetzy sẽ là player stand-in cho Hellraiser ở EM Sen 2 này. Và như vậy là Warsick, player bắn off chính của team Hellraiser đã không thể bắn được giải đấu này vì một lý do cá nhân. Quay trở lại trận đấu, và đây là một round pull buy từ team Vitus Pro, 5 khẩu M4A4, không đủ tiền lên off. Michu là người có thằng mình full bom, tại vì anh xếp được cả kit cả giáp từ round đầu trước. Vâng, bom nó ném vào, quả đết ném vào khá tốt đến từ khách viên của team Hellraiser. VP đang bắn theo kiểu bỏ mid, chỉ có một người duy nhất đó là Pasa nhìn mid từ khung linh mà thôi. Đào những tiếng spam qua khu vực cửa, mà người mất máu nhiều hơn đó là Isa. Bialy chỉ mất 20 máu mà thôi. Hellraiser đang muốn ra mid và cái tham minh họ lựa chọn vẫn là một phút. Một phút là cái khoảng thời gian rất đẹp để có thể trả ra mid, lửa ven rồi. Smoke chê linh bắt đầu chiếm mid, bên VP họ bỏ hoàn toàn mid. Chỉ có một mình Pasa với 1-0-4 thì không thể nào giữ được mid. Đây là một round đấu với Hellraiser, họ thậm chí không thèm smoke linh. Và đến bây giờ họ bắt đầu ném smoke linh và ném lửa vào khung bao cát. Trong khi đó thì VP đang bắn cường hai người bom xe nhìn thẳng ra khung A-shot. Và chúng ta cũng chờ xem một quả smoke bật tường chè bên rất điệu đà đến từ cái chữ Michu. Đây là 2-0-4-4 kê trực diện. Một tình huống bắn theo kiểu tay to đến từ bộ đôi VP được ăn cả ngã với không. Pasa không nên nhá ra thêm. Vâng, Pasa bắt được ăn ghen rồi. Isa cũng yêu máu. Đồng biệt Pasa đã cắt tham minh đẩy ra thêm. Pasa đứng quả smoke bật quầy rất thông minh. Isa chỉ còn 25 máu thôi. Vâng, bây giờ Isa. Isa đang nhá rất nhiều và dẫn Isa. Vâng, tham minh sai nhưng Bialy đã đổi được mạng của Isa rồi. Rất may Michu. Một tiếng Michu tham minh sai. Và giờ thì Bialy. Bialy không có đông kiểu. Michu đổi được một mạng trinh 5 dùng với Deadpool. Và giờ thì Pasa có double kill rồi, 8 giây mà thôi. Deadpool cần phải đặt bom sớm hơn. Bây giờ Deadpool đặt bom với một nhịp. Và bây giờ Deadpool nằm xuống về nail và tỷ số là 1-3 với nhiều team Vitus Pro. Một round đấu với Pasa đã bắn quá tốt ở khung mid. 1-3. Tuy nhiên VP cần phải cẩn thận. Khi mà round đấu này họ sẽ yếu tiền. Đây sẽ là một kill round cho họ. Một round đấu mà timing của Pasa mid là tuyệt vời. Và anh bắn yếu một người, bắn chết một người và sau đó anh lại lên cốp backup kịp thời cho bom xe. 1-3 cho VP. Và đây là một thùng F3 mid đến từ thành viên của team Vitus Pro. Một solo B và một solo A mà thôi. Và một round đấu thay đổi chiến thuật rất nhanh chóng. Round đầu trước thì VP bắn solo mid, round này thì họ đang bắn 3 mid rồi. Và sẽ là một thùng bắn cương 2 mid gần. Có sự support đến từ Michu ở xa. Với 3 quả smoke thì khung mid sẽ thành viên của team Hellraiser sẽ tốn rất nhiều thời gian để có thể chiếm được mid. Và quả smoke đầu tiên tan sẽ có quả smoke thứ hai, chúng ta cũng chờ xem. Có vẻ như là VP đã bắt đầu đọc được lối chơi của đối phương. Họ không ném smoke mid sớm, họ vẫn đang giữ smoke căng thẳng mình. Có lẽ là một phút bắt đầu ném chặt. Vâng, round đấu này là một round đấu bắn lên 3 bom xe, 3 mid. Trong khi đó thì vị trí của Neo là một vị trí có thể back up được cả cho đồng đội khu bom xe B. Một đội hình rất đẹp để cho bên tức rồi. Smoke mid còn không đây, chúng ta cũng chờ xem. Vâng, nếu còn smoke mid thì bên phía của team Hellraiser rất khó để ra được cục mid trong round này. Vẫn còn smoke mid. Neo đang đứng dưới chân. Vâng, nơi chân stack và đây là một vị trí rất đẹp. Đây là một chúng stack lên đến từ vị trí của Pasa và Neo. Chúng ta hãy xem Isa đang góc kê đẹp. Pasa vẫn chưa quyết định nhảy lên. Thời gian chỉ còn lại 40 giây rồi. Bây giờ thì đang đẩy lên rồi. Pasa ăn một viên vào sọ. Vâng, khó rồi. Tiếp tục sau đây, một mạng đến từ Neo. Isa có double kill. Michu đang đấu skill. Michu nằm xuống rồi. Nhưng trước đó thì Michu cũng kịp cho mình đổi một mạng. Đúng giờ là 2-3. Hơi khó cái điểm TV top pro. Vâng, bom được cầm ngược về bom xe A. Trong bom xe A chỉ có một mình Bialy với cầu UP 15 mà thôi. Bialy cần phải bắn cực kỳ tốt vào này. Thì khách viên của team Vitus Pro mới có cơ hội thắng. Và không được rồi, chết chay. Và bây giờ cơ hội là không có dành cho Baller. Tỷ số sẽ là 4-1 cho khách viên của team Hellraiser. Vitus Pro để thua một key round trận đấu này. Một key round rất quan trọng các bạn thấy. Và lỗi rất lớn thuộc về Pasa. Trong đó thì Moller tiếp tục với những tình huống lỗi tham minh của mình. Và Moller nằm xuống rồi. Isa có cho mình qua là kill trong một round đấu tuyệt vời cho anh. Vâng, 4 mạng dành cho Isa và tỷ số là 4-1 dành cho team Hellraiser. VP lại quay trở về một con đường eco. Một tình huống nhảy lên thật sự là không tốt của Pasa. Vâng, thật sự tình huống này Pasa tại sao không nhảy lên sớm hơn nhỉ? Tự nhiên lại đến đoạn mãi sau bắt đầu mới nhảy lên.
khi mà đối phương đã kê rồi. 4-1. Và bây giờ sẽ làm round eco. Quá khó cho cái việc tìm Virtus Pro rồi. Và đây là một cái giải đấu có thể nói là không còn, không thể dễ hơn nữa. Một cơ hội cực kỳ lớn để VP có thể có cho mình một danh hiệu kể từ một quãng thời gian quá dài. Nhưng nếu họ thất bại giải đấu này nữa thì chúng ta sẽ không còn điều gì nói. VP giờ vẫn chưa chốt lineup tham dự FaZe bây giờ. Vâng, bây giờ thì tràn vào B rồi. Một tí muốn đánh mid 2B từ team Neo này giờ. Chúng ta hãy chờ xem Neo đã solo em. Neo có một mạng USB. Neo bắn yếu một người nữa. Vâng, Neo vẫn chưa nằm xuống nhưng Moller đã nằm rồi. Ui dồi ôi, quả nết. Thôi, quả nết thì tôi cũng chịu. Quả nết giữ mặt Neo. Và bây giờ thì bom CB đã clear. Quá khó cho cái viên của team VP. Tỷ số sẽ là 5-1 thì team Neo này rơi rồi. Không còn cơ hội cho Virtus Pro nào này. 5-1. Và round sau thì bên phía VP họ có thể đủ tiền áp cố. Vâng, đủ tiền để áp cố. Trong đó thì Pasa với 4.000. À, với Pasa sẽ có cho mình 5.400. Vâng, như vậy lên off và không có giáp. Khả năng rất cao Pasa sẽ chọn cho mình phương án bắn off không giáp. Tỷ số bây giờ là 5-1 rồi. Vâng, VP tự tin ở map Kache. Nhưng bây giờ thì Hellraiser đang bắn tốt hơn họ rất nhiều. Các thành viên của team Hellraiser là một đội hình có nhiều player skill to. Đây rồi, Pasa bắt được một con bò lạc. Nhưng ngay lập tức thì cả Pasa lẫn Bialy đều đã nằm xuống. 5-1 cho team Hellraiser. Vâng, các bạn thì nhìn qua Frag thì thấy rằng Isa đã có 7 mạng, Petzi có 6 mạng, Bondic có 5 mạng. Trong đó Angen đang chưa phải làm gì nhiều trong trận đấu ngày hôm nay. Thì tiêu bắn lục của Neo vẫn đang mang đậm thương hiệu. Tuy nhiên thì cái quả nết này, ui dồi ôi quả nết. Và thậm chí vừa rồi Neo kể cả có giáp chậm chết thôi. 5-1 và đúng như dự kiến, Pasa đủ tiền lên off và giáp 1. Sau tình huống bắn P250 chết một người bên phía của team Hellraiser. Vâng, nếu như tình huống cuối cùng, tình huống xếp súng mà team Hellraiser họ không bị bắn chết thì chắc chắn là bạn ui dồi ôi, bắt bài là chuẩn đến từ vị trí của Anzo. Vâng, Anzo vừa rồi căn tam mình bắt bài và giờ thì sao đây? Nhưng Bialy đổi được một mạng của Isa. Rồi Bialy có thể đẩy vào khu vực Blue Door. Không đẩy vào Blue Door rồi. Và một tình huống căn tam mình rất quái đến từ vị trí của Angen. 1 phút 35 giây anh spam trực diện vào cái vị trí. Một vị trí mà đối phương thường stack. Pasa đang cầm off về để hỗ trợ cho những người đồng đội mình. Giờ thì đang kéo off check Blue Door. Blue Door có người. Cao kêu Pasa là đẹp và Pasa hạ gục Anzo rồi. Bây giờ thì bom đang được cầm về B, vẫn đang làm đúng solo B đến từ Boller. Fake bom xe A rất nhiều đến từ Petzi. Petzi đang ném rất nhiều bom vào bom xe A, vẫn làm đúng bom vào B. Vâng, như vậy là Pasa có cho mình double kill. Giờ thì chuẩn bị tràn bom xe B. Người solo B đó là Boller. Boller thể hiện khả năng như nào? Ui dồi ôi, thanh niên Boller ngu thế nhở. Vâng, thật sự là như thế. Không thể tìm được. Và bây giờ thì sao đây? Pasa có triple kill, cơ hội đi tech là có. Chỉ còn lại một mình Deadpool mà thôi. Deadpool lộ vị trí rồi. Deadpool đang bị bao vây, hơi khó rồi. Bây giờ Deadpool hạ gục được Pasa. Sao lại đi vào từng người một như thế này? Khách view team VP đang làm gì vậy? Bây giờ Deadpool có clutch hay không? Không clutch thành công. Và tỷ số là 2-5 cho team Virtus Pro. Một tỷ 4-2. Biết rằng đối phương đánh B, tôi không hiểu tại sao thanh niên Moller vẫn quyết định đứng ở một vị trí Sporkin, một vị trí có thể nói là default để bắn nhau. Đó là một tình huống mà thật ra là Moller chuyển câu giờ chờ ông nội Bách về book flash cho thôi là sẽ dễ hơn rất nhiều. Moller lại quyết định đẩy ra để bắn nhau. Thật sự thanh niên này tôi nghĩ rằng VP pick thanh niên này vào thì no hope luôn. No hope luôn. Nhìn quả này bắn là thấy không có não rồi. Tỷ số bây giờ đang là 2-5 này cho team Virtus Pro. Và bên phía của team Hellraiser cũng không còn nhiều tiền nữa. Một key round trận đấu dành cho cả hai team. Một round đấu nữa mà chúng ta lại thấy Pasa là tốt đến như nào. 3 mạng dành cho Pasa round đấu vừa rồi. Vâng, round đấu vừa rồi là một round đấu đang nhét Pasa không đủ tiền lên giáp. Nhưng mà cái tình huống bắn P50 của Pasa bắn chết một thanh niên xếp súng. Và sau đó lại cộng thêm 300 đô và vừa đủ tiền để lên giáp. Và thậm chí mua được thêm cho mình quả flash nữa. Giờ thì Pasa quay về A rồi. Và người solo mid sẽ là Michu. Michu sẽ được hỗ trợ bởi Neo. Và giờ Deadpool đã bò lên. Neo không hề biết điều này. Hỏng rồi. Vâng, bây giờ thì không nhìn thấy đến từ Michu. Michu cũng không biết luôn. Và bây giờ thì Michu sẽ nằm. Và đúng là như vậy rồi. Một tiếng Neo đã không check kỹ. Neo để cho đối phương bò qua. Bởi vì là Neo vẫn đang quăng pick người. Có bò lạc hay không đây? Petzi đang check góc rất kỹ. Petzi nhìn thấy điều gì đó rồi. Bây giờ Petzi. Petzi đối đầu với Neo. Petzi hạ gục Neo. Thôi xong rồi, hai ông tướng cạnh mid. Thật sự là thảm họa.
Vâng, Bialy đang bắt buộc phải làm điều gì đó để gây tính đột biến. Giờ thì Pasa đã bách về mid rồi. Pasa sẽ làm gì đây? Vâng, Bialy đang di chuyển khá khéo trong khu bò xe à. Bây giờ thì Pasa bắn trượt một viên. Khó rồi. Anzo đã đứng rất đẹp. Anzo biết Bialy chẳng mô lơ lại nằm xuống. Tiếp tục là Bialy bị hạ gục. Chỉ lại một mình Pasa rồi. Game là khó rồi cho Pasa. Bây giờ Pasa đã bị vây bắt. Vâng. Pasa hạ gục bò đích rồi. Double kill cho Pasa. Không thể đùa được với ông già Pasa. Bây giờ rút off ra nhìn thấy anh Nghiên thứ ba. Vâng, nhìn thấy Enzo rồi. Pasa có vẻ như là một clutch trong tiếng này. Pasa bắn trượt một viên rồi. Vâng, bây giờ Pasa nên chọn mình vị trí xếp súng thì hay hơn. Các thành viên của team VP bắn rất tệ. Vâng, bom CB bắn kém, mid bắn cũng kém. Chỉ có một mình Pasa bắn tốt từ đầu trận giờ thôi. Tỷ số sẽ là 6-2 cho các viên team mèo này giờ. Và chúng ta hãy chờ xem. Pasa đang có đến 8 mạng, nhiều hơn bất kỳ một player nào bên phía Hell này giờ. Rất bất ngờ. Một lão tướng 30 tuổi rồi nhưng vẫn đang thi đấu tốt. Isa đang đứng kê trước. Isa không đoán được Pasa. Isa chỉ đang đoán được Pasa trong góc đó thôi. Không biết là có ở trong thật hay không. Vâng, bây giờ Pasa nhá một nhịp rồi. Pasa có triple kill. Đục rồi. Nhưng Pasa đã chạy kịp rồi. Chúng hãy chờ xem. Bây giờ Pasa nấp trong hốc. Pasa, đó là quả là kill cho Pasa. Không thể đùa được. Vâng, không thể bắt súng với Pasa. Và cách biệt của team Razer có một đào thắng nhưng họ cũng yếu tiền. Và round sau thì chắc chắn VP sẽ có round áp cố rồi. Họ biết rằng hiện giờ không có nhiều tiền. Một round đấu đi bắt súng và Pasa thể hiện kỹ năng mình 1m5 làm 4 mạng. Vâng, giữ được cho mình khẩu AFP Dragon Law. Một trận đấu mà một mình Pasa là người duy nhất thi đấu tốt bên phía của VTube Pro. Cách viên của team VP họ mắc khá nhiều lỗi từ đây đến giờ. Tỷ số bây giờ đang là 6-2. Và đây sẽ làm nó áp cố rồi. Tôi nghĩ rằng là như vậy. Số tiền này áp cố là khá đẹp. Pasa có thể drop cho đồng đội một khẩu boom. Và đây là một key round tiếp theo. Khi mà bên phía của team Hellraiser họ cũng yếu tiền rồi. Tuy nhiên thì có vẻ như VTube Pro không quyết định áp cố. Họ đang lựa chọn cho mình một phương án eco. Thật sự đây là một phương án mà tôi nghĩ rằng nó không hợp lý chút nào cả. Vâng, VP tính tiền hơi sai. Họ không biết rằng là bên phía Hellraiser yếu tiền. Họ nghĩ rằng Hellraiser đang có rất nhiều tiền. Chúng ta cũng chờ xem. Pasa đang ngắm họp B. Có vẻ như là một thùng đánh A chẳng. Đánh A cơ bản rồi. Michu đang bắn bom xe A. Bắn hỗ trợ cho anh. Đó là Bialy với một khẩu UMP. Rồi thì Michu bút lát đẩy vào. Một mạng cho Michu. Nhưng bọn đích đổi mạng rất nhanh. Pasa đâu rồi? Cần phải về bom xe A ngay lập tức anh ơi. Vâng, bây giờ thì đang bách về đến cách biệt của team VTube Pro. Nhưng với những khẩu UMP và P2000 không giáp như này thì làm thế nào đây? Vâng, Neo đang cứ móc Amen rồi, móc cửa xanh thì sẽ là rất đẹp. Neo lên móc cửa xanh, đúng là Neo đang móc cửa xanh. Bò vẫn chưa đạt thời gian còn đủ cho cách biệt của team VTube Pro làm điều gì đó. Neo đang móc rất đẹp rồi, không ai biết rằng Neo trong cửa xanh cả. Rồi Neo chỉ có một mạng thôi sẽ là một lợi thế rất lớn, nhưng cửa đang được đóng. Và rồi đang tiêu quang đi tách bò, một tiếng bắn tốt đến từ bò đích. Mở cửa ra, và rồi Neo, Neo hạ gục bò đích rồi. Lại đi vào, rất khó chịu, 3v3. Có cơ hội của mình đến lúc Pasa cần phải tỏa sáng rồi. Vâng, Pasa cần phải làm điều gì đó, anh là người duy nhất có giáp. Và bây giờ thì đó là một thứ bắn tốt được từ Deadpool. Tiếp tục với Fetzy bắn trượt viền. Fetzy yếu rồi, một mạng dành cho Bialy. Isa đổi mạng thành công. Pasa quyết định xếp súng với tỷ số bây giờ sẽ là 7-2 cho team Hellraiser. Tôi đã nói là đúng vừa rồi, nếu như phóng bài thì có phải là VP thắng được không? Thật sự là tôi nghĩ rằng là vấn đề đọc tiền của captain của team VTube Pro. Thì hiện tại nếu như nhầm, Neo chính là đang là captain của team VTube Pro. Vâng, vấn đề đọc tiền đang gặp vấn đề. Neo đang không đọc được tiền của team Hellraiser. Neo đã không đọc được Hellraiser có bao nhiêu tiền trong round đấu vừa rồi. Chắc chắn là Neo không hề biết rằng Hellraiser yếu tiền. Anh chỉ nghĩ rằng là Hellraiser kể cả thua round đấu vừa rồi vẫn có thể full buy được. Nhưng thực ra round đấu vừa rồi là round đấu Hellraiser yếu tiền. Tỷ số bây giờ đang là 7-2. Và bây giờ thì bên phía VTube Pro sẽ có một round full buy đầy đủ. Vâng, Pasa vẫn còn thì mình khẩu họp. Anh xếp được cho mình 2 round liền. Và đây là một đúng spam chung đến vị trí của Deadpool. Michu mất 40 máu đầy B rồi. Pasa bắt được bò đích mặc dù ăn quả flat. Một tiêu bắn theo tham mình có thể nói là quá hoàn hảo đến từ Pasa. Vẫn đang là một trận đấu mà Pasa đang bắn rất bay. Và bây giờ thì chuẩn bị đánh bom xe A chăng? Chúng ta cũng chờ xem. Fetzy được đồng đội mở cửa để pick người vào cầu họp. Và bây giờ Michu có chết hay không? Một quả nết ném vào, ui rồi ôi, nhưng quả nết hơi nông, quả nết vừa rồi sâu tí nữa mà Bialy ấy đang tức tận dụng cơ hội đục chết Isa.
Tuyệt vời, Từ Kênh Việt tìm về B. Bò mới cầm về B, và bây giờ chúng ta hãy chờ xem, tôi hỏng rồi. Lại để cho ông tướng Moller solo B. Quả này chuẩn bị bom B clear này, ông Moller lại đứng cái góc đấy, trời ạ. Nó không có cái góc nào để đứng nữa à? Chuẩn bị nó bắn vắt vào mặt này, bây rồi, may rồi, Moller đã đổi vị trí. Lần này thông minh hơn, smoke được trả ra là khá nhiều. Flash được trả ra rồi, đi qua smoke đến từ vị trí của Angen. Nhưng ăn một quả flash, và bây giờ Moller đã solo B ở vị trí hơi tù. Và thành niên Moller thật sự là không có triển vọng gì cả. Nhìn cái lối chơi này tôi biết rồi. Và bây giờ thì Moller sẽ đối đầu với Angel. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Flash đã bút vào. Cách biểu team Hell bây giờ vẫn chưa tràn vào B. Họ vẫn đang bị bao vây. Smoke đang bắt đầu tàn. Và bây giờ thì Moller chết chạy ở bom xe B đúng như thường lệ. Vâng, Neo đang tìm bắn cầu skill Michu đổi được một mạng vết gì? 4-2 rồi. Bây giờ cơ hội cho cách biệt của team VTubPro là khá nhiều. Một mạng đi từ Neo. Neo có double kill và tỷ số là 3-7 cho team VTubPro. Vâng, rất may là các lão tướng đang thi đấu tốt. Không cần đến player mới vào team, nó là Moller. Và tôi không hiểu Moller là thanh niên nào. Nhưng mà tôi nhìn qua lối bắn của thanh niên này, tôi thấy nó hơi nổ. Bằng Ba Lan khá nhiều nhân tài, tôi không hiểu tại sao khách viên của team VTubPro lại cứ pick bằng được thanh niên Moller để làm gì. Ralen, rất nhiều thanh niên tay to có thể pick được vào team. Và VP chuyển thêm một thanh niên tay to nữa thôi thì cơ hội để VP comeback là có. Comeback lại cái thời kỳ huy hoàng. Tỷ số bây giờ đang là 3-7 cho team VTubPro. Vâng, bây giờ thì yếu tiền hoàn toàn rồi, nhưng Hellraiser vẫn quyết định up cố. Một round phóc bài và đây sẽ là người nhà cơ bản. Vâng, Pasa đang kết hợp trực diện và Biali sẽ là người được đồng đội hút đạn cho. Bắt đầu ném bom rồi, một mạng cho Pasa. Bây giờ Biali xảy lỗi, PSG có một mạng rồi. Pasa bắn trúng chân, Biali có 5 kill, biết luôn thành viên cuối cùng. Và đó là Angel nằm xuống bởi Bichu. 4-7 cho các biểu team VTubPro. Dấu hiệu comeback đang là rõ ràng cho team VTubPro. Vâng, bom xe A của họ đang bắn rất tốt trong một trận đấu mà Pasa đang bắn rất bay. Sau đó Moller đang có hiệu số đó là 1-3-8, các bạn thấy. Vâng, hai lão tướng Pasa có 12 mạng, Neo cũng 7 mạng. Trong khi đó thì Moller lại đang chỉ có một frag mà thôi. Tỷ số là 4-7 và giờ thì Hellraiser sẽ có một round Pudico. Một round Pudico, và giờ thì Pasa sẽ kê trực diện lên vùng núi cao, đẩy Amen và như vậy là Biali đã bắt được Angen. Một tiếng đẩy Amen khá bài bản và giờ thì lộ vị trí của Pasa rồi. Pasa bắn chọc đầu, không trúng đến từ Pasa. Bây giờ thì Pasa vẫn bắn trượt tiếp. Tiếp tục đấu tiếp và Pasa vẫn bắn trượt. Vâng, có vẻ như tình huống dễ quá nên không bắn được. Pasa chỉ thích bắn tình huống khó rồi. Chúng ta hãy chờ xem. Pasa vẫn bắn trượt tiếp. Tức rồi, bố mới ném nét vào mặt mày luôn. Vâng, cay rồi, không bắn nhau nữa. Lại bắn trượt đến từ Pasa. Nhưng Michu lại là một vấn đề khác. Michu bắt được Isa. Michu có những double kill. Câu chuyện Michu nó khác hẳn. Trong đó thì Pasa bắn nhau với cả đối phương một tỷ hiệp. Không riêng đối phương, cay quá phải rút nét ra ném. Cay thật. Và bây giờ thì Bondic. Bondic headshot Michu cũng bảo cát. Và giờ thì Biali sẽ có mạng. Fetzy chỉ có một khẩu Glock, không có giáp rồi. Có vẻ như muốn quay về đánh A rồi, và chúng ta hãy chờ xem. Biali, và đó là một mạng dành cho Biali. Triple kill đến từ vị trí của Biali, đem về round tháng thứ 5 cho các điểm team VTubPro. 5-7 dành cho VTubPro. Tỷ số là 5-7. Và bây giờ thì Hellraiser sẽ có một round full buy. Một round full buy đầy đủ. Vâng, từ nãy giờ thì có vẻ như Pasa thích những tình huống khó hơn. Những tình huống dễ thì anh sẽ không bắn chúng. Hellraiser từ đầu trận giờ thì họ đang khuyết là bom xe khá nhiều. Có vẻ như họ đang bị bắt bài rồi. Tôi nghĩ rằng Hellraiser cần phải có sự thay đổi trong lối chơi của mình. Và giờ thì Pasa tiếp tục cầm họp đẩy bom xe B, lấy lợi thế cho team. Bọn Dick đang là người kê trước. Bọn Dick đang khá rén. Bọn Dick đang phải nhá ra rất nhiều. Tại vì nếu mà kê trước ngồi im thì chắc chắn họp kéo zoom ra sẽ nhìn thấy trước. Thế nên bọn Dick cần phải nhá ra nhiều để có thể nhìn thấy trước. Và sau đó nhá để cho đối phương bắn trượt và có thể bắn chết được đối phương. Với việc cầm họp đẩy B như này thì giúp cho các viên của team VTubPro, họ đang tiết kiệm được bom của bom xe B. Moren đang còn bom lửa, Pasa còn nguyên 4 quả bom, chưa ném bất kỳ quả nào cả. Hellraiser đang can tâm mình một phút và có vẻ như đây sẽ là một round đấu họ cố gắng chiếm mid. Thường thì những round đấu kê như thế này sẽ làm chúng lên núi. Chúng ta cũng chờ xem. Neo đang đứng ở khu vực bên trái mid và giờ thì đang đẩy lên đến Pasa. Pasa lại bắt được Bondic một lần nữa rồi. Lợi thế người thuộc về khách biên của team VTubPro. Hai quả smoke với cut mid đến từ team Hellraiser, nhưng Neo đang có một vị trí đứng đẹp. Vâng, như vậy là có vẻ như quyết định đổi tactic sau tình huống mất người ở B vừa rồi.
quay về đánh A. Nhưng Barca, tôi nhìn thấy Barca đang cầm họp di chuyển về khu bò xe A. Vâng, sẽ là khó khăn. Một sấm bốc che hay mên đến từ Barca. Tham Minh rất đẹp và bây giờ thì sao đây? Stack lên đến từ Michu. Michu được stack lên vị trí rất tuyệt vời. Đấu súng rồi. Cánh biên của team Melody giờ đang bị bao vây. Họ đang gặp khó. Barca có cho mình double kill. Đang có những móc A mên. Và giờ thì ai đó là Neo. Neo có một mạng. Neo nằm xuống bên Deadpool nhưng thời gian về B là không đủ. Tỷ số chắc chắn sẽ là 6-7 cho team Vitek Pro rồi. Barca đang có một trận đấu tuyệt vời. Vâng, 6-7 cho Vitek Pro. Một trận đấu mà anh đang có đến 14 frag chỉ sau 13 round đấu. Trung bình mỗi round Barca giết một người. 6-7. Và giờ thì Eraser sẽ có thêm một round Ico nữa. Họ không thể full buy round này được. Dẫn trước 7-2 và để đối phương comeback. Rõ ràng là khách biên của team VP. Vâng, họ vẫn có cái sự lì lợm nhất định. Đặc biệt trong một ngày mà Barca đang tỏa sáng. Vừa rồi thì các bạn thấy cái lối chơi của team VP là khá hay. Họ để cho Barca đẩy B, pick người, sau đó giữ nguyên bom. Và đến khi các thành viên của team Hellraiser chuẩn bị đánh ra thì Barca vẫn còn smoke ra, ném quả smoke che A-main luôn, khiến cho team Hellraiser gần như không có nhiều cơ hội. Nhảy qua smoke thì đó là quyết định rất sai lầm. Một tình huống vẫn còn smoke và sau đó còn nguyên cả lửa nữa. Và khi mà có smoke che A-main thêm quả lửa cả xanh thì không bao giờ các bạn đánh vào A khoảng thời gian 30 giây. Vâng, như vậy là Hellraiser được quyết định thay đổi chiến thuật của mình. Up luôn lên từ Hellraiser. Cục xúc rồi. Vâng, một tiếng đất bê nhanh thì phải. Chúng ta chờ xem một bạn lên từ Barca. Bây giờ thì double kill cho Barca rồi. Đánh làm sao được vào vị trí Barca đây. Vâng, Barca chưa có chiếc một kill. Barca đang định trả lửa ra và đó là con lửa tốt lên từ Barca. Chúng ta chờ xem. Bây giờ thì Barca nằm giống với Enzo. Nhưng đổi hai mạng đã là quá tuyệt vời. Cái viên của team Hellraiser đang bị quẩy. Và như vậy là Moro lần này đã bắt được Angel. Một tình huống chuyển hộ khẩu. Ôi, rút dao cái nhịp con mẹ là Moro này. Vâng, rút dao ngúa cơ. Tham Minh thì đã ngu rồi. Thật sự là như vậy. Vâng, một cơ hội quá lớn. Mà cuối cùng thanh niên Moro chỉ giết được có một người. Rút dao ngúa ngúa may may. Đúng là mấy cái thanh niên trẻ không thể chấp nhận được. Bây giờ chỉ còn lại 3 người. Bên phía Hellraiser chỉ còn 2 người, đó là Bondic và Deadpock. 2-3. Tuy nhiên vị trí đứng của Neo đang là vị trí khá đẹp. Chúng ta xem Deadpock có check kỹ không. Phát hiện là vị trí của Neo rồi. Midway chẳng. Shot có một người không phải. Đó là một tiếng đứng CT Bay đến từ Bialy. Đây là một tiếng có vẻ VP đang chủ động bỏ bom. Bỏ bom để retake ngược rồi. Và bỏ bom retake ngược, bom sẽ đặt thành công. Có thể VP sẽ thua nào này. Mà lỗi không thuộc về ai khác, đó chính là Moren. Vâng, bây giờ thì bom sẽ đã thành công nhưng bom xe đã clear. VP sẽ bắt buộc phải đi tích bom rồi. Và bây giờ thì đẩy ra cùng nhau rồi. Vâng, hai người đi. Hai người đi khu vực A-shot. Một người đi A-main. Rất bình tĩnh. Chúng ta hãy chờ xem Bondic nhìn thấy một người. Bondic đang revive. Và giờ A-main có mạng hay không? Vâng, như vậy là Bondic bắn tốt. 2-2, cơ hội đang là rất lớn đến team Hellraiser. Tiếp theo sau đây, bây giờ thì Deadpock vào cùng Bialy. Neo đổi được 1, nhưng bây giờ thời gian còn là không nhiều. Neo đẩy vào, nhưng bây giờ Deadpock đang lùi lại. Rất khó chịu, thời gian không đủ rồi. Và như vậy Neo kết thúc Deadpock nhưng không đủ tạm để gỡ bom chẳng. Bây giờ thì gỡ bom, kịp hay không? Kịp rồi, và tỷ số bây giờ là 7-0 cho Vitek Pro. Suýt chút nữa thì Vitek Pro để thua một round đấu chỉ vì thanh niên Moren. Vâng, xin lỗi anh em, nãy giờ tôi đọc tên hơi sai. Thanh niên đó là thanh niên Moren chứ không phải là Moller. Moren và Barca giết 2 rồi. Moren vẫn một tiếng đẩy, các bạn thấy rất ngây thơ. Giết được một thanh niên chạy về cầm dao, sau đó rút ra mua. Như thật luôn. Rất non kinh nghiệm. Tỷ số đang là 7-0 dành cho khách biên của team Vitek Pro. Những lão tướng vẫn đang thi đấu tốt. Và trong khi player thay thế Snap thì đang thi đấu khá tệ. Có vẻ như anh là biểu tượng tinh thần cho team thôi. Và thay thế để nâng cao tinh thần cho team, cho nó đủ người thi đấu. Và lần này Moren đang là người solo B. Đừng nói với tôi là Moren sẽ để thua Bondic trong tiếng 1v1 này. Đây là một tiếng 1v1. Và như vậy Moren gọi hội rồi. Anh Neo ơi, nó gần em. Anh Neo ơi, nó gần em, về cứu em ngay. Không, nó bắn chết em bây giờ. Và ngay lập tức thì Neo nó bách về để ném smoke để hỗ trợ. Phách tiếng cho Moren. Và một tiếng phách tiếng đi Neo. Moren đang có một vị trí đứng hiện giờ đang là ổn. Một nửa ném vào khu vực ven. Một tiếng fake mid chẳng. Ra mid rồi. Anzo đang muốn ra mid. Vâng, Anzo đang muốn ra mid.
Bây giờ thì bên phía của team Vitupro đang bách về 3 bóng xe, một solo mid duy nhất đó Neo mà thôi. Trong khi đó thì thanh niên Moren lại là thanh niên solo về. Vâng, Neo đang có những tiếng purify tràn lên rồi. Anjo có móc được hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Đẩy vào AB, nó Michu bắt được Isa, nhưng bóng xe B. Thôi xong rồi, Moren đang solo về. Lần này Moren có vẻ như lại chết chay rồi. Lộ rồi, và về thì Moren chết chay đúng như tôi nói mà. Sao lại để thanh niên này solo B nhờ? Bây giờ thì sao đây? Neo đổi được 1, Neo không có double kill, 3v3. Nhưng bên phía của Neo bây giờ không còn nhiều máu nữa. Vâng, bách đến 3 người CTB trong tiếng này. Và bây giờ thì cách biểu của team VP sẽ đi tích bom như thế nào đây? Một trận đấu và VP chấp một người. Một thanh niên phế vật luôn. Vâng, luôn luôn chọn những góc đứng khó và sau đó đánh bắn thì như và bây giờ chuẩn bị ra một tiếng retic bomb. Chúng ta hãy chờ xem. Sớm bóng tre cũng bì mền rất đẹp với từ ba xa về đây là Kanamin để đẩy vào một mạng dành cho ba xa đem bóng nằm rồi. Bây giờ thì Bialia cũng phép gì, chỉ còn lại một người đó là Bonic vừa rồi. Bonic sẽ làm gì đây? Vâng, Bonic lộ rồi và Bonic nằm xuống với Michu 8-7 về top pro. Một trận đấu của Barca đã bắn có thể nói là quá hoàn hảo. Các bạn thấy đấy, một tình huống đi tích bom rất khó nhưng Barca là người mở đầu tình huống combat vừa rồi. Vâng, Barca đang cho thấy một hình ảnh khác, một hình ảnh khác hoàn toàn so với cả hình ảnh của anh ở những giải đấu vừa rồi. Quá bất ngờ đến từ Barca. Trong khi đó thì Moren vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vâng, anh chịu nhiệm vụ chết và report vị trí thôi, không phải làm gì cả. Tỷ số bây giờ đang là 8-7 cho VP. VP là một team bắn T-side khá hay. Tôi nghĩ rằng VP vẫn có cửa rất sáng ở map kiểu này. Và Hellraiser thì thật ra là Hellraiser không có Warsix. Warsix là một player ngôi sao của team Hellraiser. Với việc Warsix không tham dự giải đấu này thì Hellraiser đã yếu đi khá nhiều. Các bạn thấy rằng không có Warsix thì sức mạnh của Hellraiser đã giảm đi rất nhiều. Các bạn thấy rằng một player trẻ được pick vào team để gánh mấy ông già, nhưng cuối cùng thì những ông già lại phải đi gánh player trẻ. Nhưng rất may là team VP họ có một khả năng, đó chính là Retic Bomb, rất là tuyệt vời. Neo và Barca đều là những player quá kinh nghiệm. Retic Bomb rất từ tốn, bình tĩnh và không vội vàng một chút nào cả. Tám bảy. Bây giờ thì VP chỉ ăn thêm Rado Pistol thôi, cơ hội để cho các đại biểu team Vitupro Pro sẽ là rất cao. Vâng, trận đấu tiếp theo sau trận đấu giữa Vitupro sẽ là trận đấu giữa Boot Dream Skate và Gambit. Sau trận đấu này, và đây là quang cảnh ở Thượng Hải hiện tại. IM Shanghai diễn ra ở Thượng Hải. Đây là một giải đấu trị giá 250.000 đô tiền thưởng. Vâng, đội nào thắng trong cặp đấu giữa Vitupro và Hellraiser sẽ đối đầu với cả team NRG. Trong đó team Tour sẽ gặp Numpower ở nhánh dưới. Một giải đấu chỉ có 8 team tham dự rồi mà có số tiền thưởng lên đến 250.000 đô. 8 team tham dự giải đấu này gồm có NRG, Hellraiser, Vitupro, Numpower, Boot Dream Skate, Gambit, Greyhound và Tailu. Rõ ràng là bảng B nhẹ hơn rất nhiều so với bảng A. Bảng A thì NRG, Hellraiser và VP đều là những tên lớn. Trong khi đó thì bảng B thì Gambit cũng không hẳn một cái tên quá lớn. Tailu thì lại là một đại diện. Vâng, Tailu thì là một đại diện mạnh đến từ Trung Quốc. Nhưng tôi nghĩ rằng bảng B nó sẽ cân bằng hơn khi mà bảng B rất dễ là Gambit và Tailu sẽ chia nhau hai chiếc vé vào trong. Boot Dream Skate chưa đủ tuổi để có thể gây nên bất ngờ. Trong đó thì Greyhound vẫn sẽ gặp khó trước một đại diện đến từ khu vực SIP và đặc biệt là team chủ nhà Tailu. Các bạn phải nên nhớ rằng là Warsix chính là op chính của team Hellraiser. Và anh là một player rất đặc biệt khi mà có tốc độ chuột nhanh nhất trong số những top player, pro player hiện tại. Thêm một vấn đề nữa, Warsix cũng chính là một player
bắn bằng tay trái. Bắn bằng tay trái, một trong số rất hiếm những player thi đấu bằng tay trái. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở về Ronaldo Piston. Round đấu quan trọng khi mà tỷ số đang là 8-7. Stack hai người để bắt những tình huống đẩy bê. Đây là round đấu Melrazer không hề ý định đẩy khi họ bắn đội default 2-1-2. Trong khi đó thì VP đang câu giờ. VP thì pa xa với Neo, hai lão tướng đang là những người lên full bom lửa smoke. Và với bộ bom như thế này thì cách biệt của team VP, họ có thể sử dụng hai tactic, một là đánh bom B và hai là đánh bom A. Nếu tactic này đánh bom B cũng khá là đẹp. Tuy nhiên thì tôi nhìn thấy bom cầm về A rồi. Như vậy đây sẽ là đánh bom xe A cơ bản. Và lửa sẽ ném vào khu vực quad. Lửa sẽ ném vào quad. Và đây rồi, một quả smoke. Có vẻ như đây một quả smoke can vết ném vào đâu đây. Chúng ta cũng chờ xem đánh bom xe A rồi. Chắc chắn là như vậy. Một smoke ném ra. Vâng, như vậy là quả smoke sẽ rơi vào. Một quả smoke che sót ném vào T-side. Về lửa sẽ ném vào quad và tràn vào luôn đến các thành viên của team Vitus Pro. Lửa cháy đâu rồi? Vâng, như vậy lửa không ném vào quad chẳng. Đâu súng xảy ra. Một mạng, hai mạng này cho Isa. Vậy thì quả lửa ném vào đâu đây? Vâng, như vậy là không thành công rồi. Biali đổi được một mạng. Bây giờ thì Biali có đăng kiều, có thể làm được thành viên của team Vitus Pro. Nhặt USB rồi. Vâng, bom sẽ đặt hay không? Neo ăn quả đết khá đau, vẫn chưa thể đặt được bom. Smoke đi trả ra rồi, Biali đang đặt bom. Neo đang lật rất khéo. Cái gì vậy? Biali không đặt bom. Cách viên của team Vitus Pro đang làm trò gì vậy? Biali đang định đi qua Smoke ư? Vâng, cách viên của team Vitus Pro đang gặp bất ngờ. Bây giờ thì sao đây? Ui rồi ôi, xử lý kìa. Không đặt bom, rất bất ngờ. Biali vừa rồi đã không tin tưởng đồng đội của mình. Một tình huống mà đáng dễ ra là Biali phải đặt bom. Neo đã cover cho Biali sau quả Smoke rất đẹp rồi. Nhưng có vẻ như Biali đã không tin tưởng vào người đồng đội. Neo không đặt bom thì cũng vừa rồi. Rất khó hiểu đến từ khách biệt của team Vitus Pro. Vâng, tỷ số là 8 đều cho khách biệt team Hellraiser. Vâng, đặt bom thì ít nhất là thua thì có tiền. Tại sao đặt bom? Còn đây rồi, quả lửa đây, quả lửa đây. Sao lại lỗi nhở? Ui rồi ôi, tôi đã bảo quả lửa lỗi mà. Trời ạ, tào tào. Vâng, ném quả lửa lỗi, block nhau. Và sau đó thì hậu quả là để thanh niên đứng cho quát bắn lại cái mồm. Chán thật, mấy ông này tập tành cái thứ như thật. Và vừa rồi thì Moren lại tiếp tục câu chuyện cổ tích của mình. Anh lại chết đầu tiên và tiếp tục là một tiếng chết chay. Bây giờ đang muốn bỏ ra mít rồi, chúng ta chờ xem bọn đích đang muốn bít người. Michu di chuyển rất tự tin, Michu vẫn nằm xuống. Đây rồi, Biali đổi được một mạng nhưng bò đích kết thúc được mạng Biali và sàn bị xếp. Neo headshot bọn đích đưa về một đúng 2-3. Vâng, có làm hay không đây? Ngây thơ quá. Và cuối cùng thì Isa có cho mình hai cái sọ đem về ra làm thứ 9 cho cái điểm của team Hellraiser. 9-8 cho Hellraiser. Hai mạng đến từ Moren khi mà trận đấu đã bước qua 17 round đấu. Một hiệu số có thể nói là tuyệt vời. Và thanh niên mới vào team có một hiệu số quá đẹp. Và tôi cũng hiểu tại sao ở Ba Lan hết nhân tài sao mà lại pick thanh niên này. Hơi khó hiểu. Một trận đấu mà các bạn đã thấy rằng vừa rồi đằng sau một round thua thì luôn có những lý do rất là chân thực. Một tiếng piston thua và chúng ta thì thấy rằng không có bất kỳ quả bom lửa nào ném vào, hóa ra là bom lửa ném lỗi. Và giờ thì Angelo cho dù bị có mạng, và đúng là như vậy. Michu là nạn nhân đầu tiên. Và giờ thì đẩy lên, tiếp tục double kill, triple kill. Vâng, có qua là kill hay không? Không phải, đó là mạng cuối cùng dành cho Bisa. Bây giờ thì Pasa cũng không thể đặt được bom rồi, nhưng mà những người đồng đội của anh thậm chí không bước chân nổi vào Amen. Giờ thì Pasa, úi ôi, bắn khá tốt nhưng rất đáng tiếc, đó là một khẩu Glock. Vừa rồi mặc dù Bondic nhảy rất nhiều, nhưng Pasa vẫn bắn được một viên Glock vào đầu của Bondic. Tuy nhiên thì một viên Glock vào đầu chỉ mất chưa đến 50 máu. Thế nên đó là lý do tại sao Pasa không thể giết được Bondic. 18 cho Hellraiser, và giờ thì PP sẽ có một round full bài. Một trận đấu mà Vitus Pro họ để thua quá nhiều như round of Piston. Họ thua cả hai Piston ở bên T-side và City-side rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem Fetzy là người bắn off chính bên phía Hellraiser, một bất ngờ. Chiếm núi rồi nhưng Pasa ăn lửa không thể lên được. Có bóng lửa rồi là khá tốt. Một tiếng run boot đến từ bộ đôi của team Hellraiser. Và Enzo đã đẩy lên một vị trí rất đẹp. Một vị trí stack ở trên khu bom xe A. Rất đẹp luôn, nhưng Hellraiser đã trượt chân. Enzo đã trượt chân và anh đã nhảy xuống rồi. Không hiểu tại sao Enzo lại không thích đứng vị trí đó. Và bây giờ anh đang muốn đổi sang vị trí khác. Trong khi đó thì đang có cuộc đấu súng giữa Bondic. Vâng, Bondic vừa rồi đang đối đầu với Pasa.
VP vẫn đang hầu, có vẻ như họ đang chờ một phút khoảng tam minh đẹp nhất của đời người để có thể ra được mid. Chính xác là như vậy, chuẩn bị ra mid rồi. Mid đã được bỏ hoàn toàn, Hellraiser đang muốn đẩy vào bên chắc. Hellraiser đã bách về 3 bóng xe A, 2B và 3A bỏ hoàn toàn bên, và giờ thì VP đang đi lên mid. Khu mid không còn ai cả, những anh viên VP vẫn phải check track rất cẩn thận. Vẫn chắc chắn sẽ là một tiếng ném lửa vào cát thôi, đúng là như vậy. Và cuộc bao cát cần phải chắc chắn là nó clear. 43 giây và VP cần phải đưa ra quyết định của mình. Vâng, gài được một người vào cục bi sót rồi. Ném hai quả smoke vào bom xe A. Một tiếng setup bom xe A từ xa. Tuy nhiên thì bên phía đối phương vẫn còn smoke và lửa, đó mới là vấn đề. Bây giờ đánh sót lên rồi. Chúng ta cũng chờ xem đấu súng xảy ra. Một mạng, hai mạng dành cho Enzo. Những tiếng giữ bom rất tuyệt vời từ team Hellraiser. Vâng, tiếp tục Enzo đang spam bắn yếu được một người nữa. Triple kill cho Enzo. Và cuối cùng thì bom đích bắt được Boren đem về hàng thứ 11 cho team Hellraiser. Một tiếng bắt bài thành công đến từ khách viện team Hellraiser. Họ biết rằng VP sẽ đánh rất chậm và họ không ném ra một quả bom nào cả. Họ ném rất ít bom, và vừa rồi thì các bạn thấy rằng Enzo giữ được quả smoke, và khi mà VP đang định đánh ra thì Enzo ngay lập tức smoke Amen lại, khiến cho Amen và cửa xanh không thể ra được. Và sau đó khoảng thời gian đó anh đã tận dụng để anh bắn chết hai thành viên đi khung mid của team Virtus Pro. Rất nhỏ cho Virtus Pro lúc nào này. Vâng, các bạn có thấy Enzo đọc chiến thuật rất là hợp lý. Và giờ VP đang muốn đổi gió. Họ đang muốn đổi hướng sang đánh bò xe B. Một tiếng run boot rồi, một flash ném vào. Run boot nhảy vào, bây giờ chúng ta cũng chờ xem một mạng đến từ Petzi. Tiếp theo thì sao đây, Dead Bong nằm xuống rồi. Petzi đã bị bao vây, Petzi có đâu kiểu. Petzi bị Agu bởi Nèo, bây giờ có off. Có off dành cho Vietup Pro. Nèo cần phải đứng quân vị trí đứng đẹp. Vâng, Nèo vứt off cho Pasa. Nhưng Pasa ăn quả đết chết luôn, và thế là câu chuyện kết thúc rồi. Tỷ số bây giờ là 12-8 team Hellraiser. Không phải là chúng Pasa ăn nết, mà đó là tiếng Barca bị bắn chết bởi Enzo. Và Enzo thì vừa rồi nhảy từ ven xuống. Vừa rồi có vẻ thì Barca định đặt bom đẹp thì phải. Chính xác là như thế, Barca đặt bom đẹp. Vâng, đó nên là chúng đặt bom kín đi hơn, khi mà cái khoảng thời gian đó mất quá nhiều rồi. Chắc chắn đối phương nó bách về kịp. VP vừa rồi đã quá cầu toàn. Barca vừa rồi cầm off trong bom thì chỉ đặt bom kín là được. Tỷ số là 12-8 của team Hellraiser, và giờ thì Virtus Pro sẽ có một round full buy đầy đủ. Chúng ta cũng chờ xem. Định đẩy Amen nhưng một quả nét và một quả bom lửa đã khiến cho không thể đẩy được. Và giờ thì đang xây Isa có mạng Moren. Vâng, một round đấu với VP định bắn láo nhưng không thành công. Vừa rồi thì Enzo cũng định đẩy vào Amen, nhưng rất đáng tiếc quả nét giữa mặt đã khiến anh phải suy nghĩ lại. Và giờ đang dùng stack bắt người. Chúng ta cũng chờ xem Vasa liệu có mạng hay không. Vâng, ok, Vasa đang là rất đẹp, nhưng Isa có vẻ như tỏ ra rất kinh nghiệm. Anh không hề nói ra, và bây giờ thì Enzo đoán được điều này và nó bắn chết được Barca rồi. Tiếp theo thì sao đây, Enzo có cho mình double kill. Virtus Pro đang rất tù túng với bao thi đấu Cache này. Một round đấu mà các bạn thấy rằng Enzo rất thông minh, vì xin flat đẩy vào bên. Flat rất tốt, biết được vị trí Michu rồi. Không có mạng thứ ba dành cho Enzo. Nhưng Michu chỉ còn lại 49 máu cho tiếng 1v4. Có lẽ đây sẽ là thứ 13 của team Hellraiser. Một round đấu mà các bạn thấy rằng Enzo nghe thấy tiếng bật rung của Barca và đoán được vị trí của Barca, và ngay lập tức anh bò vào gần quả smoke và pre-buy bắn chết Barca luôn. Rất kinh nghiệm. Enzo chính là captain của team Hellraiser thời điểm hiện tại. 23-16 là hiệu số của Moren. Và Moren vẫn chưa biết đến mùi giết người. Và bây giờ thì lộ vị trí của Michu rồi. Michu có cho mình double kill. Nhưng bây giờ thì Michu sẽ nằm. Không, đó là triple kill của Michu. Đặt được bom, đặt được bom. Ơ làm gì đấy? Vâng, giết 2A rồi thì làm gì có chuyện A còn người nữa. Nhưng tôi không hiểu Michu thích làm gì. Các cầu, các game thủ của team Virtus Pro họ suy nghĩ rất phức tạp, các bạn thấy đấy. Họ suy nghĩ rất phức tạp đấy, vẫn không thèm đặt bom. 9 giây, vâng, thích bắn nhau, các bố mới thích bắn nhau. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi. Cái gì vậy trời ơi? Tố hài quá nào, vãi đái rồi, đéo để tìm được. Đéo để tìm được mấy dòng Virtus Pro. Tôi không biết nói gì với tình huống xử lý vừa rồi, Michu luôn. Bất lực.
thật sự là bất lực. Không chọn vị trí, không đặt bom, không gì cả. Sau đó thì chạy mẹ quả bom lửa chết. Vâng, rất tài ước. Có lẽ thanh niên Michu vừa rồi định căn nghĩ rằng quả bom lửa cháy hết rồi thì định chạy vào đặt bom. Bao nhiêu thời gian để đặt bom thì không đặt, cứ thích xử lý rườm rà làm cái gì. Vâng, suy nghĩ thì phức tạp, còn xử lý thì như lờ. Tràn ra bít nhanh như team VTube Pro rồi. Còn vừa rồi là Michu nó tưởng quả lửa cháy hết rồi thì nó định nhảy vào đặt bom. Nhưng mà nó đã tưởng thôi, còn quả lửa thực ra nó chưa cháy hết, thế là nó chết luôn. Vâng, nhưng trước đó thì các bạn thấy rằng Michu có rất nhiều thời gian giết hai A, không bao giờ có chuyện là A còn. Vâng, nhưng mà Michu vẫn phải ngồi kê lại các kiểu, nó giống nhiều thế giới ấy, hiểu không? Vâng, bây giờ chúng ta cũng chờ xem một round đấu VTube Pro, phép gì bị bắn yếu rồi. Đây là một thống Pasa đang tràn được lên sót, cái điều của team VTube Pro Valorizer đang bị bao vây. Họ đang bị đẩy ở những vị trí khá là khó. Vâng, bây giờ Moller đang đẩy qua smoke. Moller phát hiện đối phương, Moller lại chết chay rồi. Vâng, nhưng Bialy và Michu đổi một mạng, bon đi cả cùng Michu. Tình huống giờ là 3v3, chiếm được bom CP. Neo đang sấy, Neo, vâng, khô tóc đến từ cả hai player, không ai chết cả. Một tình huống rất an toàn, các bạn thấy. Neo đối đầu với cả Deadpool và không một ai chết cả. Hai player đều chỉ, Deadpool còn nguyên máu, còn Neo thì chỉ bắn yếu mà thôi. Bom đã được đặt thành công. Đang đứng bay tơ từ quá xa đến từ ba xa. Ba xa cần làm điều gì đó. Giờ thì Pasa đang di chuyển. Vâng, Pasa có một mạng rồi. Pasa bắn yếu được bon đích nhưng ngay lập tức Pasa đã nằm xuống. Bây giờ là thuộc 2v2, lợi thế với máu đang thuộc về team VTube Pro. Họ có thể làm được. Đây rồi, hàng về Bialy kết thúc phép gì và đó double kill cho Bialy. 9-13 team VTube Pro. Trong khi đó thì thanh niên Moren vẫn đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình hiệu số 2-3-17. Tỷ số đang là 9-13. Vâng, bây giờ VP đang dùng tham ao. Đây là một key round trận đấu. Họ không thể thua round này. Thua round này VP sẽ rất yếu tiền, và điều đó sẽ khiến cho họ không còn cơ hội để comeback nữa. Trong khi đó thì các thành viên của team Elazer họ cũng tốn khá nhiều tiền để full buy. Isa và Deadpool vẫn còn nhiều tiền, tuy nhiên 3 player còn lại thì đều đã hết tiền rồi. Một tiếng sấy khô tóc đến từ Deadpool, và hậu quả là bom sai B đã bị mất, và cách biệt của team Valorizer đã để thua mất một round đấu. Vâng, World Six giải này có một vấn đề cá nhân nên không tham dự được, và Vezzy sẽ là người stand in thay thế cho anh. Bây giờ thì VP lại chuẩn bị bật láo đây. Trong khi đó thì bên phía Valorizer đã bật đến 2 người ở khu bao cát, rất cục xúc. Epic gần rồi, tôi đang chờ xem một mạng dành cho Deadpool. Deadpool nằm xuống nhưng ngay tức bon đích đổi mạng ba xa. Bây giờ lần thứ 3v4 bắn láo không được đến từ VTube Pro, họ đã bị bắt bài. Vâng, VP bắn láo một round, và round thứ hai ngay lập tức bị Elder bắt bài. Các bạn thấy rằng khả năng xoay chuyển của các team châu Âu nó rất là nhanh. Nó thua, nó chỉ thua kịch một kịch bản một round duy nhất rồi. Bây giờ đây rồi, bắn lỗi skill đến từ Michu, và ngay lập tức anh phải trả giá. Vâng, tiêu bắn lỗi skill. Michu là người xây trước. Tiếp theo thì sao đây? Neo yếu rồi nhưng Roland Moro đã có cho mình mạng thứ 3 trận đấu game này. Cơ hội thắng cho team VTube Pro là có khi mà Moran đã giết được người. Bây giờ cầm bom lên A chăng? Chúng ta hãy chờ xem. Nhưng Isa đã di chuyển khá ảo, mà nhìn chưa? Ôi chưa nhìn thấy. Vâng, Neo vừa rồi phản xạ hơi chậm. Một phản xạ của một lão tướng với B, bom lại cầm ngược với B. Rất hại não đến những thành viên của team VP. Trong khi đó thì bên phía Elazer, Isa đẩy ngược với Amen rồi. Bom xoay B chỉ có một người đang cạnh, đó chính là vị trí của Fetzy mà thôi. Và giờ thì đánh vào B, Fetzy bắt được Neo, chưa lại một mình Moren. Vâng, khó rồi, một mình Moren sẽ làm gì đây? Moren hạ gục được Fetzy, 1v2, có cơ hội để clutch. Vâng, Smoke C-Bay thì đã đàng hoàng lên. Bây giờ thì Fetzy vẫn Moren vẫn còn Smoke, Smoke C-Bay, nét ném lên trên cao em ơi. Vâng, bây giờ thì vẫn đang có một khẩu súng, có cơ hội clutch trong tiếng này. Chúng ta cũng chờ xem. Fetzy sẽ làm gì đây? Ui dồi ôi, di chuyển quả kìa. Các bạn nhìn thằng Moren nó di chuyển quả rồi ngây thơ không? Quả vừa rồi tôi không hiểu tại sao nó lại đi ra cái đường đấy. Cái tham minh đó chắc chắn 100% là địch nó đã ở gần rồi. Sao lại có một tình huống di chuyển ngây thơ đấy nhở? Thật sự là quá non, thanh niên mới vào thì VTube Pro bắn quá yếu.
một tình huống mà thực ra là kể cả Moren chọn một vị trí trong sai cũng được, hoặc là đứng kê lên trên cao cũng đẹp. Vâng, di chuyển một pha di chuyển ở giữa đường, timing rất là sai đến từ vị trí Moren. Vừa rồi thì các bạn thấy rằng là hai thanh niên vào B bị câu giờ, mất rất nhiều thời gian bởi thanh niên bắn off trong bom sai B. Có nghĩa là cái khoảng thời gian đó thì bom xe A thừa sức bách về gần rồi, và khi đặt bom xong thì chắc chắn là bom xe A sẽ đứng ở ngay gần. Bom như hai ông bách bom xe A sẽ ở ngay gần, và đó là tình huống mà Moren chỉ đứng ở trong sai thôi, không thể di chuyển ra ngoài được, rất khó để di chuyển ra ngoài. Tuy nhiên thì Moren vừa rồi có một quả nết, một quả smoke và một quả flash, nhưng anh chỉ ném mỗi quả smoke, hai quả bom lại anh chẳng ném béo gì cả. Sau đó anh bỏ ra ngoài giữa đường và anh chết. Khó hiểu, thật sự là một thanh niên mà tôi nghĩ rằng nó hơi thiếu IQ. Vâng, quay trở lại trận đấu rồi. IQ hơi thấp thì phải. Những pha xử lý Moren luôn luôn thiếu tính logic cần thiết. Vâng, bây giờ thì bên phía của VP yếu tiền rồi, chỉ một mình Barca là người áp láo rồi. Barca đang muốn gây tính đột biến và họ đang bị dẫn với tỷ số là 14-9. Giờ thì Barca đang muốn pick người lên để thế cho team, chúng ta cũng chờ xem. Bò lên với Barca. Giờ thì Barca nhìn thấy Modric, Barca bắt được Modric rồi, hơn một người. Giờ thì Barca đang muốn đẩy lên, cần có một tiếng nhặt súng, và như vậy nhặt được súng đến từ thành viên của team VTub Pro. Lùi lại ngay lập tức, rất hợp lý, không giữ mid để làm gì cả, và Neo cần di chuyển nhanh hơn. Như vậy là bách toàn bộ đội hình về, bỏ mid rồi, và bây giờ thì bên phía Hellraiser sẽ không biết rằng có hai người mid hay không. Vâng, Enzo đang chủ động đẩy ngược ra để clear hoàn toàn mid. Thành viên của team VP đã quay về đánh bom xe A, họ nhặt được một quả bom lửa. Vâng, đang quay về đánh A rồi. Barca cần phải tỏa sáng, anh là người duy nhất có giáp bên phía của team VTub Pro. Smoke sắp tàn, giờ thì Enzo sẽ nhìn thấy chấm đỏ rồi, Barca đã nhìn thấy thì phải. Bên Barca, Enzo chết không kỹ góc. Vâng, nhưng Barca vẫn nằm xuống. Tiếp theo là sao đây, Enzo tràn ra đến từ thành viên của team VP. Bây giờ thì một mạng đến từ Moren, nhưng ngay lập tức đi xa đội mạng của Neo. Khó rồi, 2-3. VP không có nhiều cơ hội lúc nào này. Thời gian là 26 giây. Và bây giờ thì sao đây, bắn lỗi và ngay lập tức đi xa phải trả giá bởi Moren. 2-2, có thể làm được. Hai người đứng ở xì bay liền. Bialy cần phải bắn tốt. Bialy hạ gục được đếp bốc rồi. Chưa lại một mình Pezzi. Pezzi là người bắn học. Vâng, bây giờ Bialy làm gì vậy? Bialy bắn rất cục đều luôn. Bialy nằm xuống trời ạ. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì xảy ra đấy? Tôi không biết nói gì nữa. 2-1 rồi, tôi không hiểu tại sao VP đặt bom mà giữ bom thì có phải tốt đâu. Hai ông rủ nhau ra bắn bắt được thằng Pezzi, bị bắn chết cả đôi luôn. Tàu ai quá là thật. Công nhận trình độ tàu ai VP rồi, lên đến đỉnh cao. 2-1, đặt bom, giữ bom thì không thích. Vâng, lại thích lao ra bắn nhau để nó bắn chết cả đôi luôn. Khó hiểu, quá khó hiểu luôn. Những cái logic. Vâng, thích bắn nhau theo kiểu tay to. Không biết rằng quả vừa rồi có đủ tham minh đặt bom hay không. Tại vì tôi thấy cái khoảng thời gian đấy như hình như là vẫn đủ thời gian, vẫn phải còn khoảng 8-10 giây. Có lẽ tí nữa mình sẽ xem lại tình huống này. Chín mười lăm chín anh em team Hellraiser, và thắng có thể nói là khá bất ngờ. Và bây giờ thì Hellraiser sẽ có cho mình 6 mắt voi để kết thúc map thi đấu Kache này. 6 mắt voi của trận đấu, chúng ta cùng chờ xem. Vâng, như vậy là một tiếng mèo laser đã bắn đến rất đông người mít ăn lửa rồi. Deadpool đã bắn rất láo, các bạn thấy. Deadpool đi qua quả bom lửa, và bây giờ chuẩn bị Deadpool lại vào lại ven này. Vâng, stack ngược người lên, và chúng ta hãy chờ xem quyết định của laser có là chính xác hay không. Enzo được stack lên, bây giờ Enzo sẽ đối đầu Bialy. Bialy chưa nhìn thấy. Vâng, hai bên đang kề nhau, và bây giờ thì Enzo bắn chết Bialy rồi. Tiếp theo thì sao đây, Barca đổi được một mạng. Vâng, Barca yêu máu, và giờ thì Barca sẽ nằm, và đúng là như vậy. Double kill cho Enzo. Michu đã đẩy được ra, nhưng Isa bắt được Moren. Michu hạ gục Isa, nhưng bây giờ làm đúng 2-3. Đối đầu Michu đang là Enzo. Double kill cho Michu, cơ hội thắng là có, và đó là triple kill cho Michu. Bắn AK rất khét đến từ vị trí của Michu. Và giờ thì có đẩy ra bắn nhau tiếp hay không đây VP? Đó, đẩy ra bắn nhau tiếp đi, tay mình to mà, sợ cái gì? Tay mình to phải ra bắn nhau nó mới khiếp. Vâng, có vẻ như là quyết định cứu bom đến từ Fezzi rồi. Chúng ta cũng chờ xem Fezzi định làm trò gì đó, gỡ bom luôn.
ui gỡ bom này thì gỡ bom này gỡ làm sao được khi mà hai khẩu AK ở ngay bên cạnh, không có cơ hội cho Fetty thì cũng vừa rồi. Và tỷ số bây giờ là 10-15, một tình huống Michu đã kịp thời tỏa sáng giúp cho khách viên của team Virtus Pro có thêm cơ hội trong những cái round đấu tiếp theo, cơ hội để họ có thêm những cái round đấu danh dự. Vâng, như vậy là tình huống này là có nghĩa là tình huống vừa rồi là tình huống mà bên phía của team Virtus Pro không phải 2v1 họ muốn đấu súng các bạn ạ. Tôi vừa xem lại rồi, đó là một tình huống mà bên phía của Virtus Pro bom rơi A main, thanh niên Moren chạy ngược về để nhặt bom ở A main thì bị bắn chết. Thế là chỉ còn lại 12 giây thôi, thế là thằng Bialy nó bắt buộc phải đẩy và bắn nhau nên nó mới thua. Một round đấu mà chúng ta không trách được khách viên của team Virtus Pro, mọi thứ nó đều là hợp lý rồi. Vâng, chỉ là một bom rơi hơi khó, một tình huống bom rơi hơi khó, đó là một tiếng xử lý đúng đến từ khách viên của team Virtus Pro. Quay trở lại với cái trận đấu thì vừa rồi bên phía của VP đã mất một người, đó là Pasa quyết định đánh B rồi. Bom xe B đang chỉ có một người duy nhất, đó Deathfox đang solo với một khẩu SP mà thôi. Chúng ta cũng chờ xem đánh bom xe B một lửa và rãnh đôi là vị trí của thanh niên Deathfox sẽ phế, và đúng là như vậy, Deathfox đã nằm rồi. Tiếp theo sau đây bắn trượt và ngay lập tức Anjo phải trả giá bởi Michu. 11-15 thành Virtus Pro là điều chắc chắn. Vâng, round sau thì khách viên của team Hellraiser có thể up được, nhưng tôi nghĩ rằng là với số tiền này họ sẽ eco 2 round khi mà họ đang có khá nhiều mất point để quyết định trận đấu rồi. Vâng, xin nhắc lại cái tình huống 2v1, đó là một tiếng bom rơi A-Main và Moren thì nó đi nhặt bom và nó bị bắn chết, khiến cho thằng Bialy 12 giây nó bắt buộc phải đẩy ra để nó bắn nhau thằng Fetty, chứ không phải là một tình huống mà bộ đôi đấy muốn bắn nhau. Vâng, đó là một tình huống xảy ra quá nhanh và mình đã không nhìn kịp, rất là sorry. 11-15 này nó bị tức rồi. Vâng, Michu bắn ba cái mặt, Michu vẫn thể hiện khả năng tay to của mình với 23 frag, trong đó Moren mới chỉ có cho mình 6 mạng mà thôi. Các bạn thấy rằng khả năng aim của Michu là cực kỳ tốt, toàn sọ. Có vẻ như đang là một tiếng bao tích đến từ anh em team Hellraiser. Tuy nhiên thì cơ hội để kết thúc trận đấu này của Hellraiser vẫn đang là rất cao, khó để mà các viên của team Virtus Pro có thể đẩy trận đấu lên overtime được. Thêm một round eco nữa dành cho Hellraiser là điều chắc chắn, nhưng có lẽ sẽ là một round đấu mà họ áp giáp một, đúng là như vậy. Và với những cái giáp một này thì bên phía Virtus Pro họ cần phải đề phòng rất nhiều. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, bắt bài 3 bom xe B, đẩy hai cửa xanh và bây giờ thì Moren có cho mình double kill ở khu cửa xanh. Bom xe A clear rồi. Vâng, VP chắc chắn sẽ có cho mình 1 round thắng thôi, không thể là 1 round thua cho khách viên của team VP nữa. Vâng, đang cũng tiếng móc lên từ shot đi từ Pasa. Bom xe A đã clear, Pasa nghe thì Fetty rồi. Giờ thì Pasa chuyển lắc ra cho một viên AK vào đầu Fetty là câu chuyện sẽ kết thúc. Vâng, 12-15 thành cho VP là điều chắc chắn. Pasa đẩy rồi, Fetty đang lộ quá nhiều tiếng, Fetty đang nhảy như con ngựa. Ui dồi ôi Fetty. Vâng, Fetty lộ quá nhiều tiếng thì đúng rồi. Pasa nhiệm vụ là đơn giản, và bây giờ thì Bialy cũng biết luôn vị trí của Deathfox. Bialy có một mạng và đó là double kill. Tỷ số là 12-15 cho khách viên của team Virtus Pro. 12-15. Và round sau thì mới sẽ là một round khó khăn khi mà bên phía của team Hellraiser sẽ có một round pull buy đầy đủ. Một off đến từ vị trí của Fetty. Fetty là player chuyên gia bắn off solo B từ nãy đến giờ.
Vâng, chúng ta cũng chờ xem Rao Phi lão mít đi từ vị trí neo chẳng. Neo spam và neo bị spam ngược lại, một tiếng đổi máu rồi. Không bên nào có lãi quá nhiều. Vẫn làm chúng đẩy vào ven đi từ Deadpool. Với việc Deadpool ngồi trong ven thì anh sẽ có một sự cơ động cần thiết, vừa hỗ trợ được B và vừa có thể bắt được mít. Vâng, đội hình này là một đội hình chuẩn xác. 2B, 1 mít và 2A. Một đội hình đẹp đến từ cái viên team Hellraiser. Vâng, đây là một tiếng bắn cương skill của Angel. Angel đang chọn mình một góc đầu súng, góc giữa đường. Đây một góc rất khó để check. Chúng ta cũng chờ xem VP sẽ ném quả smoke trailing. Có vẻ như họ vẫn muốn ra mid. Đúng là như vậy rồi, một smoke trailing. Bây giờ thì bút flash. Một quả flash để không cho đối phương đẩy thôi, không phải một quả flash để bên. Chúng ta xem pa xa nằm giống với Deadpool rồi. Đó là một tiếng Deadpool rất khôn ngoan, lấy smoke dập lửa bên. Vâng, Deadpool tự lấy smoke dập lửa ven. Và đứng trong quả smoke one way để bắn người. Và vừa rồi thì Michu ăn một viên M4 vào sọ. Michu vẫn bắt được bó đích trong tiếng này. Vâng, bây giờ là 4v4. Trong khi đó thì bom xe chỉ còn lại một người thôi, đó là Angel. Cách việc của VP là quyết định quay ngược về đánh nhà. Isa đã bách về để hỗ trợ cho Angel. Đánh nhà sẽ là cực kỳ khó. Thời gian đang còn lại là không nhiều. Isa vẫn còn quả nết. Vâng, bom lại được cầm VP chẳng. 28 giây và VP, tôi vẫn không hiểu VP định làm gì. Fake rồi. Fake phủ mít và bị đục chết đến từ vị trí Moran. Rất non kinh nghiệm. Đứng một vị trí cơ bản để bị đục chết. Và giờ thì bom cầm VP. Chúng ta chờ xem Petty có tỏa sáng hay không đây. Petty đang kề một góc học cơ bản. Và giờ thì Petty có một mạng như Michu đổi mạng của Deadpool. Double kill cho Petty. Thời gian nó còn là quá ít. Bây giờ Petty nằm xuống rồi. Đặt bom là kịp dành cho Neo. Vâng, Enzo đẩy vào luôn. Enzo có chết được Neo hay không? Enzo, và như vậy là trận đấu kết thúc 16-12 cho khách viên của team Hellraiser. Vâng, như vậy là Hellraiser đã tiến vào trận chung kết của nhánh thắng ở bảng A. Và đối thủ của họ sẽ là NRG. Trận đấu sẽ diễn ra có vẻ như là vào cuối ngày hôm nay, tầm tối. Yes, indeed, Chad. We're fresh out of thoughts, but we do have some thoughts about this matchup. Vâng, và như vậy là trận đấu thứ hai, trận đấu giữa Virtus Pro Hellraiser kết thúc với tỷ số 16-12 nghiêng về phía Hellraiser. Như vậy là đối thủ tiếp theo của Hellraiser sẽ là team NRG, còn Virtus